Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog Nguyễn Đăng Thắng.com và rất vui khi Thắng đã quay trở lại trong cái podcast tiếp theo về P Network. Thế thì Thắng đã nói rất nhiều về CBDC, Thắng đã nói rất nhiều về cái khả năng xảy ra của nó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái vòng xem là hiện tại những cái quốc gia nào nó đã và đang phát triển CBDC để chúng ta có một cái nhìn nó tích cực hơn về cái định nghĩa CBDC cũng như là chúng ta có cái sự nhìn nhận nó đúng đắn về khả năng có thể xảy ra đối với P Network khi chúng ta nói về CBDC của nó. Thì trước khi đi vào dung chi tiết như thường lệ, những chia sẻ của Thắng chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nếu như cô chú anh chị của bạn yêu thích cái video này và các cái video tương tự thì có thể ấn nút like, share cũng như là subscribe kênh YouTube để có thể ủng hộ Thắng trong quá trình làm video và tìm hiểu thông tin chia sẻ với mọi người. Rồi thì cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc đó là CBDC, cầu nối CBDC và Pi. Thế thì để cho mọi người định hình dung rõ ràng hơn CBDC thì về cơ bản CBDC nó là cái cách gọi tắt của tiền điện tử của ngân hàng trung ương và nó là hình thức kỹ thuật số của tiền định danh tiền điện tử của ngân hàng trung ương khác với tiền ảo và tiền mã hóa. Những loại tiền mà được không được ngân hàng nhà nước phát hành và thiếu trạng thái đấu thầu hợp pháp do chính phủ tuyên bố. Tức là về cơ bản thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa CBDC và crypto đó chính là nó được quản lý bởi các cái nhà lập pháp, các cái chính phủ. Còn với crypto thì nó là phi tập trung và nó không có sự quản lý chính thức của cái nhà nước mà nó chỉ quản lý bởi một cái tổ chức cá nhân hoặc là tổ chức tư nhân thôi. Đó. Thì đối với quan điểm về CBDC thì nó là cái điều tất yếu trong quá trình tiến tới Web3 và tạo ra những cái doanh nghiệp số, ngân hàng số cũng như là chính phủ số. Thế thì trong cái video này Thắng sẽ cùng với cô chú anh chị của bạn chúng ta tìm hiểu một số những cái thông tin. Thứ nhất là có bao nhiêu quốc gia ủng hộ CBDC. Thì với các quốc gia ủng hộ CBDC ấy, thì hiện tại là có khoảng 130 trên 204 quốc gia chiếm đến 98% GDP toàn cầu đang tìm hiểu và khám phá về CBDC. Vào tháng 5 năm 2020 chỉ có 35 quốc gia xem xét CBDC thôi, nhưng mà sau đó là thấy cái sự tăng trưởng rất là mạnh trong 3 năm. Một mức cao mới gồm 64 quốc gia đang trong giai đoạn thăm dò nâng cao, tức là bao gồm phát triển, thử nghiệm và triển khai á. Thì hiện tại là trong cái khối G20, mà cái khối liên quan rất mật thiết đối với quỹ tiền tệ IMF, thì là có 19 trên 20 quốc gia tham gia vào phát triển CBDC. Và đây là cái nguồn được cung cấp bởi trang atlanticcouncil.org. Đó là cái mà chúng ta sẽ thấy là G20 nó là những cái quốc gia rất là phát triển, trong đó bao gồm một quốc gia Đông Nam Á đó là Indonesia đó, nó đã và đang tìm hiểu rất nhiều về CBDC. Đó, đây là cái mà chúng ta thấy rằng là CBDC là một cái điều rất là tất yếu và trong tương lai dù có muốn hay không thì Việt Nam cũng phải đưa ra một cái đồng CBDC của mình để nó có sự hòa chung với cái nền kinh tế toàn cầu trên cái kỷ nguyên số mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về Mỹ và với cái việc mà ngày 15 tháng 7 vừa rồi là cái FedNow nó ra mắt thì Thắng thấy rằng có rất nhiều anh em YouTuber nói về FedNow. Thế nhưng mà mọi người thì hay đưa ra cái giả thuyết là FedNow là chạy trên chuỗi khối của Pi. Cái thực hư là nó như thế nào thì FedNow nó sẽ có những cái thông tin như sau. Thì cái dịch vụ thanh toán tức thời FedNow được tích hợp trên chuỗi Metan chứ này không phải chuỗi Pi nha. Meta Blockchain nó là cái chuỗi hoàn toàn khác. Theo thông báo ngày 11 tháng 5 từ nhóm Meta Blockchain thông báo cho biết việc tích hợp sẽ cho phép người dùng Meta chuyển đổi tiền ngay lập tức sang stablecoin và ngược lại bằng cách sử dụng chức năng gửi nhận của FedNow. Đó. Thì chúng ta lưu ý rằng là gì ạ? Là về cái mặt công nghệ thì Meta Blockchain là một cái mạng lưới tiền điện tử được phát triển bởi Vitalik Buterin dựa trên một cái fork của mã Avalanche và nó gọi là mạng lưới tầng không, nghĩa là mạng lưới dưới nền tảng để xây dựng một cái blockchain ạ. Thì tức là nó được fork ra từ Avalanche. Thì các bạn cứ tưởng tượng nó như kiểu là Ethereum nó fork ra Ethereum Proof of Work POETHW và Ethereum Proof of Stake chúng ta đang nhìn thấy bây giờ. Tức là đối với cái Meta Blockchain thì nó tương đồng như là Avalanche. Thì nó được tạo ra để cung cấp cho các tùy chọn tuân thủ pháp lý thân thiện cho các cái nhà phát triển tài chính phi tập trung hay gọi là DeFi. Với mạng lưới này sẽ cho
FED tạo ra một blockchain riêng và nó có thể kết nối với các cái blockchain khác. Đó, tức là nếu như ta nhìn ở cái mức độ này thì rõ ràng là Avalanche nó gần như là một cái mạng lưới cầu nối giúp cái blockchain chạy trên nền tảng Metan blockchain của FedNow, sẽ giúp cho cái blockchain của FedNow có thể tương tác với các cái blockchain khác. Đó, chúng ta thấy rằng là gì, trước sau khi chúng ta đọc những thông tin này thì chúng ta thấy rằng là P Network nó không có bất cứ một cái liên hệ gì đối với cái FedNow ở đây cả. Chúng ta lưu ý, còn những ai mà đưa những cái tin tức mà nói rằng FedNow mà chạy trên P blockchain là cái tin đó là tin là tào lao, không có chính thức nha. Cái tin này mới là tin chính thức. Nếu như cô chú anh chị các bạn vẫn còn nghi ngờ có thể tìm hiểu ngay lập tức, có thể gõ trên Google thì nó ra ngay. Thì ta lưu ý cái đó. Thì cái ngôn ngữ lập trình của cái Avalanche và cái Meta Blockchain ấy, nó sử dụng ngôn ngữ lập trình giống như là của Ethereum, đó là Solidity. Thì với cái ngôn ngữ này thì rõ ràng là cái sự tương tác giữa Meta Blockchain hay người ta gọi là phần mềm FedNow với Ethereum là rất dễ dàng, bởi vì nó dùng chung một cái ngôn ngữ. Lưu ý là nếu như mà các cái blockchain dùng chung một ngôn ngữ thì nó có thể tương tác với nhau rất là dễ, hoặc là các cái token được xây dựng trên một cái nền tảng thì nó cũng có thể tương tác với nhau mà không cần bất cứ một cầu nối nào cả. Cho nên là cái ngôn ngữ lập trình Avalanche là một ngôn ngữ lập trình khá là hợp lý đối với FedNow ở thời điểm hiện tại. Và sau Bitcoin thì thực ra nó không có bất cứ một cái DApp cụ thể, nhưng Ethereum thì có rất là nhiều, cho nên là cái việc tương tác với Ethereum cũng là một cái cách để giúp cho FedNow có thể phát triển nhanh hơn trong tương lai. Như thằng đã nói thì cái mối liên hệ giữa P-Network với FedNow là không có, nó không có liên quan gì cả nha. Rồi, ok, thế thì chúng ta tìm hiểu tiếp về quốc gia thứ hai là Pháp. Thì Pháp mới đây, cách đây khoảng mười mấy tiếng thôi, thì chúng ta có một cái thông tin đó là chính phủ trung ương của Pháp cuối cùng đã bật đèn xanh cho tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương sau tiến hành thử nghiệm thứ hai trên nó. Nó đã được xử lý quyết định triển khai CBD trong một thời gian dài và hiện xác định rằng CBD sẽ cải thiện các khoản thanh toán xuyên biên giới của mình. Đó. Banque de France vừa công bố một loạt các cái quyết định và bài học mới thu được lần đầu tiên từ đợt thử nghiệm thứ hai, và hiện nó sẽ bắt đầu thử nghiệm đợt thứ ba, và cho đến khi nào đủ 12 đợt thì là nó sẽ chính thức sử dụng CBDC. Bây giờ mới là đợt thứ hai thôi, tức là còn 10 lần thử nghiệm nữa. Louis sẽ cần thêm 10 lần nữa trước khi CBDC được chính thức áp dụng vào chính phủ Pháp. Chúng ta thấy thêm một quốc gia châu Âu nó cũng ứng dụng về cái CBDC. Tiếp theo là về Indonesia. Indonesia thì chưa có cái thông tin nhiều về CBDC. Thế nhưng mà chúng ta đã cập nhật ở trên cái G20, đó là G20 19 trên 20 quốc gia có thử CBDC, thì rõ ràng quốc gia còn lại họ cũng sẽ phải theo CBDC thôi. Thì đối với Indonesia thì họ vừa mới thành lập sàn giao dịch crypto của quốc gia, tức là cái sàn giao dịch này sẽ được chịu sự quản lý của quốc gia, và rõ ràng trên cái không gian của sàn giao dịch này nó cho phép giao dịch cả Bitcoin, Ethereum, rồi các cái sàn giao dịch khác. Thì những video trước Thắng cũng có cập nhật là cái sàn giao dịch của Indo ấy, là nó có cả Bitgird chứ chỉ chưa có SafeMoon thôi, chứ còn nó đã có Bitgird. Còn sau này nó có thêm Pi vào không thì nó là cái câu chuyện của tương lai, chúng ta sẽ tính sau. Thì cái việc thành lập các cái sàn giao dịch, nhà thanh toán bù trừ và quản lý lưu trữ tài sản tiền điện tử là bằng chứng cho thấy chính phủ hiện diện trong nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử công bằng và công bằng để đảm bảo cho sự chắc chắn về mặt pháp lý, ưu tiên bảo vệ công chúng với tư cách là khách hàng. Đây là một cái thông tin rất là tốt ở một quốc gia Đông Nam Á. Và một cái thông tin hai chúng ta cần phải quan tâm rất là rõ, đó là Indonesia rời xa các bộ xử lý thanh toán quốc tế. Tức là Indonesia không muốn phụ thuộc vào Visa và Mastercard cũng như là American Express nữa. Cho nên Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu các cơ quan địa phương bắt đầu chuyển đổi khỏi các bộ xử lý thanh toán quốc tế, kêu gọi sử dụng thẻ được ủy quyền vào các ngân hàng địa phương. Tức là Indonesia họ tự phát hành một cái cơ chế thanh toán riêng của họ. Và rõ ràng Visa và Master nó là quốc tế, cho nên là họ sẽ phải phát triển được một cái cơ chế thanh toán quốc tế.
Nhưng nếu để sử dụng cái cơ chế nào quốc tế mà họ tự phát hiện ra thì rất là khó, cho nên họ phải sử dụng cái công nghệ số gọi là blockchain, CBDC để mà họ có thể kết nối với bên ngoài thông qua một cầu nối, hoặc là họ sử dụng chung một cái nền tảng với một cái CBDC nào đó thì nó mới có thể kết nối quốc tế được. Thắng lấy một cái ví dụ, nếu như giả sử Indonesia cũng muốn xây dựng blockchain và CBDC trên cái meta blockchain thì rõ ràng là cái việc họ kết nối giữa Indonesia với Mỹ qua qua cái cổng FedNow rất là dễ, đúng không ạ? Nhưng cái quan trọng nhất là nó có được sự chấp thuận của Fed hay không, cũng như là Indonesia họ có muốn chơi chung với người ta như vậy hay không, hay họ muốn phát minh ra một cái CBDC riêng trên blockchain riêng. Thì theo như quan điểm cá nhân của Thắng, từ xuyên suốt cái video nói về P-Network và CBDC thì rõ ràng về mặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, không ai mong muốn sử dụng chung nền tảng mà sử dụng riêng. Người ta chỉ cần một cái đơn vị là cầu nối trung gian để kết nối giữa các cái blockchain lại với nhau thôi, thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Rồi. Thì cái mối liên hệ giữa P-Network với Indonesia với cái điều này á, thì cái việc sử dụng Mass Visa Mastercard, nó là cái dạng tiền quốc tế có khả năng, đúng không ạ? Thì cái khả năng nếu như mà nó xảy ra thì một là nó chọn blockchain phát hành CBDC, hai là nó tự phát hành CBDC trên blockchain của họ và dùng blockchain phát hành làm cầu nối như thằng đã vừa nói. Rồi, thì đó là những cái thông tin chúng ta nói về Indonesia. Tiếp theo chúng ta nói về Trung Quốc. Thì Trung Quốc thời điểm hiện tại thì rõ ràng họ đã có cái CBDC riêng của mình rồi, và họ đã sử dụng để phát hành CBDC token và trả lương cho rất nhiều nơi trên lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoài ra thì chúng ta thấy có Australia cũng có các cái phát hành CBDC của mình trên nền tảng của Stellar cũng như Ethereum, còn một số rất nhiều các quốc gia khác họ cũng ủng hộ CBDC nữa, đúng không ạ? Và mới đây chúng ta có một số những cái thông tin trên trang nhật báo của China Report, người ta nói rằng là Trung Quốc đang thành lập một cái sự kiện người ta gọi là thành phố âm nhạc ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, với rất nhiều tiền đầu tư vào đây. Thế thì trong cái thành phố âm nhạc này thì mọi dịch vụ sử dụng ngoài sử dụng tiền tệ ra thì người ta còn chấp nhận sử dụng thanh toán bằng Pi. Thì Thắng có tải thử cái app China Report ở trên Google Play về để Thắng tìm đọc cái bài viết đó, thì Thắng không có tìm thấy cái bài đó. Thế nhưng mà anh em chia sẻ rất nhiều ở trên Internet thì Thắng cũng sẽ để một cái phần thông tin ở đây. Thì nếu như cái điều này thực sự nó xảy ra thì nó là một cái rất là tốt cho Pi. Mặc dù cái giá trị của Pi có thể không được cao ở cái thành phố này khi tổ chức sự kiện, nhưng mà nó cũng làm cho cái người Trung Quốc rộng rãi hơn biết về Pi. Những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trên Internet chia sẻ về Pi thì rõ ràng nó chỉ là một cái góc nhỏ của cái sự kiện thôi. Còn đâu thì để mà tất cả người dân Trung Quốc biết về Pi rất là khó. Cũng giống như người Trung Quốc, không phải ai cũng có cơ hội sử dụng Internet và điện thoại smartphone, thì Pi cũng vậy thôi, nó cũng chỉ được biết ở một số khu vực nào đó thôi, còn các khu vực khác thì có thể là chưa. Thì hy vọng cái thông tin này là thật. Và cái thông tin thứ hai đó là Ngân hàng Thương mại Trung Quốc đi hợp Pi, thì cái thông tin này Thắng đã nói rất là nhiều từ những cái postcard trước rồi. Thì cái việc tích hợp P Network và Ngân hàng Thương mại giúp luân chuyển nhân dân tệ CBDC ra thế giới nhanh chóng. Thì nếu như cái điều này thực sự thành công thì P thực sự trở thành một cái cầu nối tốt. Mà thậm chí nếu P mà họ có cái tính gọi là mở rộng ấy, có cái tính gọi là scalable, thì nó hoàn toàn có thể kết nối blockchain P với blockchain khác được mà. Thì rất là đơn giản thôi, có thể Trung Quốc chọn P, quốc gia khác không chọn P, nhưng P lại nó có một cái cổng gọi là cái cổng kết nối đa dạng, tức là thuộc cái thể loại là cái thằng blockchain nào cũng chơi được, thì đó cũng là một cái cách hả? Thế nhưng mà Thắng nghĩ thiên về cái hướng đó là nhiều quốc gia sử dụng đi network để làm cái cầu nối hơn. Thì như thế nào chúng ta sẽ giải thích sau về cái điều đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chuyện P-Network và cơ hội trở thành cầu nối CBDC. Thế thì thực ra là Thắng cũng đã nói rồi, nhưng mà Thắng cũng muốn nhắc lại và chúng ta cũng muốn chia sẻ một cách chi tiết hơn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải hiểu là tại sao chúng ta cần cái cầu nối CBDC đã. Thì ở đây Thắng đã tổng hợp thông tin và ghi ra như này, thì mỗi blockchain được viết bởi một hoặc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các blockchain có thể liên kết với nhau thông qua, thứ nhất là cái chuỗi chéo của cái bên thứ ba, và thứ hai là blockchain của một cái bên thứ ba. Nếu như mà hai blockchain sử dụng chung một cái nền tảng ấy, thì nó sẽ có thể kết nối với nhau rất là dễ. Thế nhưng mà nếu mà nó sử dụng khác nền tảng, rõ ràng nó phải cần một cái đơn vị thứ ba để hỗ trợ, hoặc là cái đơn vị đó phát hành ra cross chain, hoặc là đơn vị đó phát hành ra blockchain. Nếu như phát hành cross chain thì nó cần một cái lượng giao dịch nó nhỏ thôi thì nó mới xử lý được, còn nếu như mà giao dịch nó lớn quá thì có thể cross chain nó không hiệu quả.
Đây là blockchain bên thứ ba để xử lý giao dịch nó sẽ tốt hơn. Thì đó là cái tại sao chúng ta cần cái cầu nối CBDC. Và cái lợi thế của Pi ở đây là chúng ta sẽ có một số những cái lợi thế sau. Thứ nhất là về thuật toán đồng thuận Stellar. Thì với cái thuật toán đồng thuận Stellar thì nó khá là giống như là Stellar Lumens của cái đồng XLM. Cái mục đích của nó là chuyển tiền cá nhân xuyên biên giới. Tất nhiên là đối với Pi Network thì nó cũng tập trung không chỉ với cái cá nhân mà nó còn tập trung với tổ chức, công ty, doanh nghiệp, chính phủ. Thì đó là cái sự khác biệt giữa Pi Network đối với Stellar Lumen. Thứ hai là nó nói về cái việc tuân thủ pháp luật, đúng không ạ? Thì cái này Thắng đã chia sẻ trong một cái podcast về cái việc IMF đưa ra những cái luật pháp liên quan đến tiền điện tử và CBDC, và họ công nhận tiền điện tử là một dạng hàng hóa đó. Thì về mặt tuân thủ pháp luật thì Pi luôn tuân thủ những quy định chống gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và luật crypto châu Âu là MiCA. Ngoài ra thì dữ liệu của Mỹ cũng chỉ ra rằng Pi cũng như là các loại crypto khác không phải là chứng khoán mà nó sẽ là một loại hàng hóa. Còn đối với Pi thì nó có thể là một loại hàng hóa đặc biệt. Đó là nó nằm ở giữa không gian giữa hàng hóa và chứng khoán, và đó là cái cơ hội để Pi có thể trở thành một dạng thức tiền tệ. Hiểu đúng nôm na là như vậy. Thực ra về mặt bản chất, khi chúng ta gọi cryptocurrency, crypto nó đã là cryptocurrency, nó đã là tiền rồi, bởi vì currency bản chất nó là tiền mà. Thế cho nên là bất kể một cái đồng crypto nào nó cũng có thể cơ hội trở thành tiền, nhưng mà tại vì nó không được kiểm soát bởi các cái ngân hàng trung ương và các cái quốc gia thì nó không trở thành tiền chính thức được, nó chỉ trở thành một cái dạng tiền điện tử, tiền ảo thôi, rất là khó. Thì thứ ba đó là chúng ta thấy rằng Pi có cái dấu hiệu nhận dạng trong không gian mạng. Thì cái dấu hiệu nhận dạng ở đây ấy, nó nằm ở cái việc cái chữ ký số gắn liền với cái KYC. Thì khi mà Thắng có check một số những cái comment thì có rất nhiều người họ vẫn cứ nhắn tin, họ bảo là Pi là không có chữ ký số, Pi chỉ có cái đa chữ ký multisite thôi. Thì Thắng đã giải thích rất là chi tiết là trong cái video, tức là nếu mà bạn muốn kiểm tra chữ ký số của bạn là gì, bạn phải vào cái mục số 7 trong Mainnet Checklist. Thì chắc là họ cũng không có xem cái video đến nơi đến chốn, cho nên là không có hiểu cái điều Thắng truyền tải. Rất là tiếc là xem không hết mà đã comment thì nó sẽ rất rất dễ gây đến việc hiểu lầm. Thắng nói rất là chi tiết rồi, nếu như đây là lần đầu tiên biết tới cái video này thì hãy dành thời gian xem nhiều hơn những cái video trước thì chúng ta có cái góc nhìn nó dễ dàng hơn và hiểu cái điều Thắng muốn nói là gì. Chứ còn bạn chỉ xem một cái video và bạn như kiểu thầy bói xem voi, sờ vào voi thì bảo con voi nó do dài, mà sờ vào tai thì bảo con voi nó bè, đại loại là như vậy thì nó rất là khó. Khi mà có bất cứ cái giao dịch xuyên biên giới nào thông qua hỗ trợ CBDC ấy, thì thứ nhất là cái tốc độ của nó rất là nhanh và chi phí rẻ như là Stellar Lumens và XRP, và cái thứ hai là cái bảo mật trên không gian mạng cũng rất là tốt. Thì nếu như tội phạm không gian mạng sử dụng để rửa tiền ấy, hoặc làm bất cứ một cái hành động nào, ví dụ như hack vào hệ thống, thì rõ ràng là cái cơ quan chức năng họ có thể truy lùng rất là nhanh, bởi vì là cái chữ ký số của bạn nó đã thể hiện bạn là ai. Ví dụ CBDC của Việt Nam, Y Việt Nam đồng chuyển cho CBDC của Mỹ để thanh toán cái tiền xuất nhập khẩu nông sản chẳng hạn. Thì ví dụ như muốn chuyển CBDC của Việt Nam sang bên CBDC của Mỹ, thì thứ nhất là cái thuật toán Stellar nó sẽ giúp tự động hoán đổi giữa Việt Nam đồng tỷ giá với đồng USD tỷ giá. Cái thứ hai là gì, nó sẽ nạp cái giao dịch đó là cái giao dịch này nó gắn với cái chữ ký số này. Thì khi mà cái điều này nó được xác nhận thì bắt đầu Pi Network mới làm việc là chuyển Pi từ Việt Nam sang Pi bên Mỹ, và Pi của Mỹ ở bên đó nó sẽ tự động nó chuyển thành cái đồng CBDC của USD. Đó, đấy là cái cách mà tạo ra cái sự luân chuyển giữa xuất nhập siêu ở các quốc gia. Và cái mã hóa giữa chữ ký số nó sẽ đảm bảo rằng là gì, không có can thiệp bởi cái việc rửa tiền, tài trợ khủng bố. Vì nếu như tài trợ một cái là biết ngay ai là người tài trợ ha, chính phủ nào tài trợ là chữ ký số nó đã sâu ra hết rồi. Nên là ví dụ Việt Nam mà tài trợ khủng bố một cái ví dụ thế thì rõ ràng là các quốc gia khác không chơi ngay. Đó cái lý do tại sao không được sử dụng cái trong không gian mạng, không được làm những cái liều, bởi vì nó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật rất chi là nguy hiểm. Còn đối với các cái cá nhân thì cái chữ ký số của bạn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc bạn thượng tôn pháp luật như thế nào, và bạn nếu là một người thượng tôn pháp luật thì rõ ràng bạn sẽ không gặp bất cứ một cái vấn đề cản trở nào. Còn nếu như bạn phá bỏ cái rào cản pháp lý thì rõ ràng bạn sẽ là một người chịu trách nhiệm, đó là cái thực tế. Và cái điều thứ tư đó rất quan trọng, đó là Pi nó là tài nguyên có sẵn,
nó cũng giống như tài nguyên thiên nhiên như là gỗ, nước, vàng, kim cương, nó thực sự có sẵn trong tự nhiên. Thì cái việc có sẵn này nó xảy ra như thế nào, đó là cái việc phân phát cái token P trong suốt bao nhiêu năm trở lại đây, từ năm 2019 đến nay là khoảng 4 năm. Chúng ta thấy rằng là cái sự phát triển của P nó gần như là đứng dậm chân tại chỗ, bởi vì thực ra P đang ở cái giai đoạn gọi là giai đoạn phân phối, hay người ta gọi là distribution. Thì ở cái giai đoạn này thì P cố gắng đưa Bitcoin đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Thì nếu như mà thực sự thành công, đó là Pi đã phân phát được cho 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể cả quốc gia đã bị cấm vận, thì rõ ràng họ cũng đã có Pi ở trong cái tài sản quốc gia của họ. Và khi mà họ có cái tài nguyên thiên nhiên như vậy thì rõ ràng là gì ạ? Là chúng ta có thể sử dụng nó là một cái tài sản đảm bảo. Thắng không thể ví Pi là vàng, bởi vì rõ ràng định nghĩa của Pi nó rất là khác so với vàng. Vàng là tài sản phòng thủ, còn Pi nó là mục đích trở thành tiền tệ. Thế nhưng mà tại vì là Pi nó đã có sẵn trong quốc gia, thì cho nên là các cái chính phủ họ muốn lấy Pi về để làm cái đảm bảo để giao dịch xuyên biên giới thông qua Pi Network, thì họ sẽ cần huy động vào nhân dân thôi. Thì khi mà quốc gia huy động thì rất đơn giản, họ sẽ mở những cái cổng đổi tiền giữa Pi với CBDC của họ. Thằng lấy một cái ví dụ như thế thì rõ ràng đấy là cái cách để mà hình thành cái giá trị của đồng Pi. Thì từ đó khi mà cái thế giới nó sử dụng chung một cái nền tảng trao đổi thông qua cái cầu cầu chuỗi chéo hoặc là cái CBDC cầu nối ấy, thì tự nhiên cái giá trị của Pi nó hình thành cơ bản thôi. Chứ còn bây giờ mà bảo mình tự định nghĩa được thì rất là khó. Cho nên tại sao chúng thấy rằng nơi thì 10.000 một Pi, nơi thì 7.000 một Pi, nơi thì 314.000 một Pi, thì tất cả những cái giá trị đó đều là những cái giá trị ảo và không có thật. Vì hiện tại chưa có một cái quốc gia nào tuyên bố rằng tôi sử dụng Pi làm cầu nối. Bởi vì rõ ràng bây giờ cái việc phát triển CBDC còn chưa xong, cho nên là rất là khó. Bây giờ chúng ta chỉ trông chờ vào Trung Quốc hoặc Úc thì nó mới khả thi nhất, bởi vì nó là hai quốc gia đã sử dụng CBDC thực tế rồi. Còn những cái quốc gia khác thì thực tế là chưa, cho nên khó. Còn nếu như Trung Quốc tuyên bố rằng là tôi đã thử nghiệm CBDC thành công sau một vài ngày tới chẳng hạn, thì rõ ràng là họ tuyên bố luôn là họ sử dụng Pi làm cái chuỗi chéo để phát triển. Thì bây giờ các cái quốc gia khác muốn giao thương với Trung Quốc thì bắt buộc họ phải sử dụng chung cái khung gầm như vậy thôi. Đó là cái mà thằng nghĩ là nó sẽ có thể xảy ra nhất với Pi. Và chúng ta đã vừa tìm hiểu thông qua những cái cập nhật về CBDC, chúng ta đã hiểu về CBDC, chúng ta hiểu cái vai trò CBDC và cái tiềm năng của Pi khi trở thành cầu nối CBDC. Đó là những cái điều Thắng muốn chia sẻ trong cái podcast ngày hôm nay. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ nó với nhiều người. Và nếu đây là lần đầu tiên biết tới kênh của Thắng thì hãy nút subscribe, bấm một quả chuông để cập nhật những cái video mới nhất. Cũng như là chia sẻ cái video này với những ai đang cần tìm hiểu về Pi, họ cần một cái niềm tin về dự án Pi Network. Ngoài ra Thắng có các cập nhật những cái chia sẻ khác về đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online hoặc là học tiếng Anh. Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên blog nguyễnnamthang.com cũng như là trên kênh YouTube Seven News Today. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái podcast tiếp theo. Xin chào.